7 bé cún con qua đời vì chó mẹ ăn phải bã khiến chủ nhân đau xót. Thời gian gần đây, vấn nạn bã chó đang trở nên ngày càng phổ biến hơn ở một vài vùng quê tại Việt Nam. Đây là mối nguy cơ tiềm ẩn kéo theo nhiều hệ lụy không chỉ gây đau lòng cho chủ nhân mà còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Mới đây, thông tin 8 chú chó ra đi đột ngột vì bị đánh bả gây bức xúc trong lòng dư luận. Theo những chia sẻ của bạn Phương Lê, thì hôm nay sau khi chú chó mẹ bị đánh bả chạy về, đàn con thấy mẹ thì bu lại bú sữa, để rồi cả mẹ và 5 chú cún con đều ra đi. Khi bạn phát hiện chú chó mẹ nằm dãy dãy thì ngay lập tức lấy trứng gà cho vào miệng em nhưng vẫn không cứu được. Những tưởng may mắn khi còn lại 2 bé cún còn sống, nhưng cuối cùng 2 bé cũng ra đi nốt. Vậy là chỉ trong một buổi, cả đàn, cả 7 chó con lẫn mẹ đều đã ra đi vì ăn phải bã. Hình ảnh những chú chó nằm kế bên nhau, lặng thinh nhưng khiến người ta xót xa đến cùng cực. Mấy em ra đi cùng với những nhánh hoa tươi, mong rằng kiếp sau 8 mẹ con sẽ có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hy vọng ở một thế giới nào đó, mẹ con các em sẽ bình an, vui vẻ. Nạn đánh bả chó không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức của con người. Mong rằng xã hội ngày càng phát triển, vấn nạn này sẽ được bài trừ, trả lại cuộc sống an toàn và hạnh phúc đến với những chú chó, người bạn trung thành nhất của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!